các bạn đang theo dõi điểm tin của truyền hình Đời Sống Pháp Luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người dân về quê quá tải khu cách ly, nguy cơ lây nhiễm chéo, không thể tiếp tục trụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Những ngày qua, bà con các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau trở về quê. Khi tới quê, bà con lại được đưa vào khu cách ly tập trung. Trong khi đó, khu cách ly tập trung quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Một lần nữa, người dân lại đối mặt với những ngày gian khó phía trước, bởi các tỉnh đang lúng túng trong việc cách ly tập trung hay không, cũng như phòng chống lây nhiễm chéo. Đưa người dân vào khu cách ly tập trung thì phải đảm bảo các điều kiện như phòng ở đủ diện tích để người dân đến cách ly đảm bảo giãn cách, có khu vực vệ sinh riêng. Nếu ở theo hình thức xôi đỗ, tức là có F0 trong phòng thì dịch sẽ lây lan nhanh. Đó là cảnh báo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Ông Phu cũng chia sẻ những ngày vừa qua, ông theo dõi sát tình hình người dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai về các tỉnh Tây Nam Bộ. Nguyên tắc chung, nếu bệnh nhân gia tăng nhiều thì số bệnh nhân nặng cũng gia tăng nhanh theo. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng đợt dịch này là trên 10%, trong khi Tây Nam Bộ rất thiếu bác sĩ hồi sức tích cực. Mặt khác, nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng chưa có thiết bị ECMO và chưa sử dụng được ECMO, thiết bị tim phổi nhân tạo sử dụng cho bệnh nhân nặng, có thể gặp khó khi số ca bệnh nặng tăng. Hà Nội hỗ trợ cho 180.073 lao động tự do gặp khó do Covid-19. Tới nay, 30 trên 30 quận huyện thị xã của Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 206.823 lao động tự do với số tiền là 310.2 tỷ đồng. Trong đó, 180.073 lao động tự do đã được nhận tổng số tiền là 271,6 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 5 tháng 10, các sở ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,693 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23-2021 và Quyết định 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với kinh phí trên 706 tỷ đồng. Cũng theo Nguyễn Hồng Dân, về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, thành phố Hà Nội đã cho 26 đơn vị vay hơn 24 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho hơn 5.500 lượt lao động. IS thừa nhận gây ra vụ nổ tại Kabul khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa lên tiếng thừa nhận gây ra vụ nổ tại thủ đô Kabul, Afghanistan cách đây 2 ngày khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 32 người bị thương. Vụ nổ xảy ra gần lối vào thánh đường IGAS. IS xác nhận đánh bom vụ liều chết này là nhằm vào các mục tiêu của Taliban, đồng thời khẳng định sẽ không hòa giải với chính quyền Taliban. Tuy chính quyền Taliban gần như giành được quyền kiểm soát Afghanistan, nhưng các vụ bạo lực, vụ nổ cùng những cuộc đụng độ vẫn xảy ra liên tiếp tại biên giới Pakistan và phía bắc thủ đô Kabul. Điều này cho thấy sự hiện diện của các phần tử IS sẽ luôn là thách thức lớn mà chính quyền Taliban phải đối mặt trong việc ổn định tình hình tại quốc gia này.